khinh rụp cú sân này chơm bị môn hào trong đạch ngà từng mục trong cha chiêng mà đại tiết hơi thoát có thoát tay của mưa ấy lâu sát làng nhong ở mòn đã ra xâm đại sẽ đây là bây chú môn nâng chuyển nè mà đại đò lò mà nè xâm đạp côn ở bộ nục nè niêng xên sụ khim bàn công trăng to su chùm nè cụp bánh hà tiếng ọ làm bây côn bộ chế tì xa lành mình tha ca thuơ ca nghề lộ bạ rư có prăng rộng xì nụ cư đà ra xây đúng nì nơi tài truyệt phêl xâm đạp côn bộ chiến định chắc sẽ anh bằng nghề mộng mơ rụp hiệp cao bì môn đà ra xâm đạp xây đúng nì bàn bạp ở nẹ gom trô bàn đăng thả cao bì môn khuôn chìa mộ nụ xây mà nẹ đà thoạn hai mình sớt xa đủ tì nơi nông rụp hiệp nì hạ chẳng ca áp hay tôi hạ bằng hai vì hiệp thoát rồi bỏ niềng cao bị môn đó lại là cứ khó niên đạch ở tại mà đòn nè niên bàn phá vì hạ chôn thà nhóm thơ lọc chìa mà nụ thoát à cọ mơ nè lúc ơi nhóm thơ lọc lo cắt rùi bỏ hỏi nhóm vô là rõ mùi nì từ nhóm xâm đại chất vô vitamin để nhóm ai nhóm khai chìa mà nụ thơ mây ở nhà tầng ngọc nia prai khai chia mà nụt mày đối nhom nhom prai địa biên bay khai sọ bàn mà sam sập pi kilo hai mình đại thưa tục có chia vitamin do trên pi pet trầm trừ cho nhà đại thoát đối tiền nhom nhom ở sân cờ bay bọc xa là bong prai có mùi cầm phong đăng prasat tập hiệp liêm cầm chứa lư đi chê slim mùi rồi pi rồi nhóm bằng các vitamin đi một đám bấy nẹ đại thoát đối nhóm ở khai chia mà nụ riêng xa chưa chạy vinh các chia thâm mây mà đóng tiền xa đám bấy luôn ai dương mần mên đám bấy đẹp na tiếng ọ có tục ở hỏi nà rùa kê có mong tục trong ở hỏi tam lê riêng kháng nà đại lê tù rửa sát tì tăng krom ca nghĩa nâng riêng trọng chùn cha mình tập bol sọc của phim bồi phía rồi từ địa chun thả khơi như rúp pel để thoát trong khai khuôn ai bài lần ấy bà sọc kim bà cứ chia bà cú snai rồi bỏ bàn để chơm quạt bàn bằng hai bà rụp riêng bà cọt tao bị môn bà miền riêng bà thoát bàn to bị quạt bà riêng bà lệch nam vừa ở riêng rồi bỏ quạt bà slim tại mà đòn bà ព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និងแชร์និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា